Bây giờ tiền bạc đó là cái mạch máu của mỗi người. Chư Phật tử ở ngoài cư sĩ mà không tiền bạc là không sống được. Hữu tài tất sanh, vô tài tất tử. Có tiền thì sống, không tiền thì chết. Bây giờ thế giới cũng vì tiền bạc mà chiến tranh nhau. Trong gia đình lục tục với nhau cũng vì tiền bạc. Có khi cha mẹ chưa chết mà anh em đã chia tài sản rồi. Cái hòm xì nước tùm lum. Đó là cuộc sống hiện tại Phật tử đã kể là mệt, là Phật tử đấy. Mà còn tranh giành như vậy. Còn bây giờ các nhà sư, các sư cô đã cúng vì tiền bạc mà chết. Chùa to cột lớn. Rồi có khi các chùa phải thiếu nợ. Rồi mấy cái nhà vật liệu nó vô nó xài xẻ. Thì chúng ta thấy nhiều cái đau lòng. Cái đó là phần của cư sĩ chứ không phải phần các nhà sư. Thì theo Đức Phật và sư trưởng cũng vậy. Nhà sư chỉ có pháp lý thôi. Còn các nghề nghiệp là bổn phận của cư sĩ. Bực giải thoát lìa xa nghề nghiệp. Được nhẹ mình lựa độ tiếp chúng sanh. Cấy cày trồng tỉa đua bơi, ấy là phận sự của người cư gia. Bậc giải thoát là lìa xa nghệ nghiệp. Đức Phật và sư trưởng cũng dạy vào trong cái bài Kinh Di Giáo, tức là lời phú chúc trước khi chết của Đức Phật, trong đó có nói rất kỹ. Thì bây giờ tôi thấy là giới luật không còn, đạo Phật không còn nữa. Thì thôi chúng ta trở lại. Đó thì cảnh giới của địa ngục, của sát quỷ, đó là bốn đường ác. Tức là những cái chiếm hữu bên ngoài. Những cái chiếm hữu bên ngoài. Nếu bên ngoài là cái gì? Là đem cái cảm giác do chiếm hữu bên ngoài. Chẳng hạn cà phê, ma túy, tiền bạc, vật chất, sắc đẹp. Ghiền cái này, ghiền cái kia. Tới chúng ta dùng chữ ghiền đó. Mà trong kinh Đức Phật Tứ Diệu Đế này nó gọi là tập đế. Thường thường nói chứ tập mình không hiểu gì hết. Mới giải thích tập là cái thói quen. Chẳng hạn như mới đầu mình uống rượu. Thì nó chắc ngầm, nó cay xé. Rồi bạn bè sao thiệt nhiều, cái uống lần thứ hai, cái nó bớt cay, lần thứ ba nó bớt cay, lần thứ tư cái nó ngọt. Rồi lần thứ năm, thứ sáu cái trở thành ghiền, bây giờ không có là không chịu được. Cà phê cũng vậy, trà cũng vậy, bất cứ cái gì. Thành ra trà, cà phê uống là không phạm giới, mà ghiền là phạm giới. Không có thì sao? Quậy, phá gia đình, phá nhà, phá cửa, vợ con không có cung cấp cho mình là nổi sân. Mà nổi sân thì mất cái trí khôn. Mất trí khôn làm sao mà minh mẫn được. Mà không minh mẫn làm sao nhận được Phật tánh. Không thể đi con đường đạo Phật được. Thành ra Đức Phật mới đặt cái giới. Mà cái giới không phải là cái rốt ráo của Niết Bàn. Mà nó là cái phương tiện thù thắng nhất để đi đến Niết Bàn. Thành ra tôi giải thích cho Phật tử suy gẫm thêm ha. Là hãy cái gì chiếm hữu bên ngoài thuộc về bốn đường ác. Thí dụ tôi ghiền cờ bạc, cà phê, hút thuốc. Bây giờ có người chỉ trích tôi, là tôi không biết gì hết, nói là tôi cũng không hiểu gì hết, đây là địa ngục. Mà khi biết, mà tôi vẫn hút, không bỏ được, đây là ngạ quỷ. Nhiều khi tôi nổi giận, tôi còn muốn ăn thua nữa, thì đây là ngạ quỷ. Còn tôi nghe người ta khuyên mà tôi lại nổi sân, đây là súc sân. Rồi tôi nghe người ta khuyên mà tôi đừng đánh lộn với người đó, tính là ganh đua với người đó, tranh chấp với người đó là Atula ác thần. Thôi tôi nói đại khái vậy ha, Phật tử đi suy nghĩ cho rỗng thì thì giờ nó hết rồi. Đó thì gọi là bốn đường ác. Rồi giờ bốn điền thiện là sao? Dứt bỏ những cái ghiền bên ngoài. Bây giờ lại ghiền bên trong. Hay ghiền bên trong. Bây giờ tôi niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm. Thì cái này kêu là sơ thiện. Ly dục sanh hỷ lạc. Không ai tranh giành với tôi được hết á. Cái này là do tôi hạ thủ và trong tâm linh của tôi thôi. Thì tôi ghiền cái đó đi đâu rồi tôi cũng mới ghiền chỗ thanh tịnh mà niệm Phật cho thấy cái này thấy cái kia. Rồi tới định sanh hỷ lạc là khỏi cần niệm Phật nữa vẫn có tiếng niệm Phật như tôi nói hồi nãy. Cái này nó ghiền vô cùng. Nó ghiền còn hơn xì cây ma túy nữa. Mà cái ghiền này đâu có hại cho ai. Mà nó đem mình lên cái cao thượng. Cao thượng. Mà đạo Phật cái cao thượng cũng phải dứt luôn. Thành ra tôi tới đây là tôi chế giới với đạo Phật đấy. Ghiền cái ác là tôi dứt được. Và Phật tử đây cũng dứt được. Bỏ rượu, bỏ cờ bạc, bỏ cà phê, bỏ hút sách, bỏ vợ, bỏ con để đi xuất gia, để nhập vào thiền định. Bây giờ thiền định mình được cái hỷ lạc nhất là định sanh hỷ lạc. Khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, trời ơi nó khỏe làm sao. Rồi tới mất thân, chỉ còn cái cảm giác thôi, toàn thân mất hết. Bây giờ biết bỏ cái đó luôn, trời ơi cái này khó bỏ đó. Tôi qua mấy cái đó rồi tới chừng tôi coi Bát Nhã rồi tôi chế giới, tôi nói trời ơi đạo Phật. Dứt vừa vừa thấy dứt hết rồi còn cái gì. Rồi sống với cái gì? Sống với cái ai? Mình sống bỏ cha mẹ, bỏ tiền bạc, bỏ tất cả vào đây thì sống với cái hỷ lạc của thiền định.
mà đâu phải người dễ được hỷ lạc. Cái cực khổ thức khuya dậy sớm rồi tập trung kỹ, tập trung mạnh, tập trung lâu, tập trung sâu mới được cái đó. Mà qua Bát Nhã cũng phải dứt luôn, dứt cái đó rồi qua tới cái tứ thiền là bỏ luôn cảnh giác, bỏ luôn sắc thân, còn sống như tư tưởng. Tứ thiền là hiện tại lạc trú, thì Đức Phật chấp nhận cái này đó. Nhưng mà nhiều người lầm tưởng cái này là A-la-hán, không phải đâu. Đó là tứ thiền của cõi trời sắc giới, vẫn linh hồn như thường, nhưng mà từ đây qua A-la-hán rất mau. Thành nó có người nhập định được 7-8 ngày thì cho mình ở A-la-hán lầm. Từ đây phải nhận được cái bất tử. Nếu có người khai thị không khéo đi qua tứ không là hư không vô biên, thức vô biên, vô sự, phi tưởng, phi tưởng. Nhập định kỹ mạnh lâu sâu rồi thấy được cái hư không của mặt na, rồi tạo cái mặt na giả, tôi nói sơ thôi nha. Rồi thấy rằng mặt na giả còn có giới hạn, tập trung kỹ mạnh lâu sâu nữa thấy được a lại gia thức là vô giới hạn, đứng lặng nhưng mà còn chuyển biến, rồi tạo cái a lại gia thức giả. Rồi thấy nó còn chuyển biến mới nhập định kỹ lâu sâu thối được cái niết bàn tịch tịnh của A-la-hán. Rồi cốt lõi nó sao động mất, cho nên tạo cái niết bàn tịch tịnh, cái bất động, cái chân không để mà duyên vào đó. Mà chân không tư tưởng là có giới hạn thôi. Thì tu thời gian thấy không được nó mới nhập định kỹ lâu sâu nữa thấy cái pháp thân thường trụ của Như Lai. Đây là cái chỗ rút ráo. Nhưng mà tư tưởng sao động cho nên mất, nó mới tạo cái pháp thân trường trụ giả để duyên vào đó. Thôi đại khái như vậy thôi, cái này khó hiểu à. Muốn hiểu thì Chủ nhật tôi hay giảng ở Ngọc Dân đó, để mà đi sâu vài lần mới được. Đây là tôi cũng khổ cực lắm, tôi nhờ vi thức tôi mới hiểu được. Chứ cái tứ không này khó giảng lắm. Tôi thấy là tất cả các học giả giảng này như nó sai lạc hết. Nó không đúng, là không đúng như cái hiểu biết của tôi. Đó thì đại khái nó như vậy. Rồi nhập lưu sao? Vậy thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta chiếm hữu bên trong, mà đi giờ niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến, thì thuộc về cái ghiền bên trong. Rồi tới khỏi cần niệm Phật nữa, rồi chìm đắm trạng thái niệm Phật là tam thiền, ra khỏi trạng thái chìm đắm là qua tứ thiền. Mà nếu chúng ta chìm đắm trong đó thì chúng ta sanh về cõi trời thôi. Đây cũng là cái ghiền bên trong, không hại ai hết, nhưng mà hại cho cái giải thoát, cái đạo quả của mình. Đức Phật mới dạy chúng ta nhận lại. Nhận lại cái gì? Không có pháp môn nữa. Nhận lại cái bất tử thì ít nhất chúng ta phải qua cái định sanh dĩ lạc, là khỏi cần niệm Phật nữa, thì chúng ta mới qua cái quán. Cái quán, quán cái gì? Quán cuộc sống này là vô thường, vô ngã, khổ đau. Cái quán này tập đó là cái gì cũng do duyên hợp thôi. Tất cả sự vật này, cái nhà này đó là do đất nước lửa gió, do gạch, do ngói, do sắt, do xi măng, do cái ý của người chủ dần dần mới tạo thành cái nhà. Sắc thân chúng ta là gì? Do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc, do tim, can, tỳ, phế, thận ráp lại. Mà có ráp thì sao? Phải có rã. Cái nhà này cũng vậy, 100 năm rồi cũng phải tiêu thôi. Tất cả sự vật trên cõi đời này, cái gì cũng tiêu hết. Cái gì cũng thành trụ hoại không. Quán gì để làm cái gì? Để chúng ta sống cuộc sống là hạnh phúc. Hạnh phúc đối với đau khổ nha, không phải hạnh phúc tuyệt đối đâu. Thành ra khi mà cha mẹ anh em cũng như cô tính chủ đây định về gặp mẹ rất vui, nhưng mà rồi phải xá lìa thôi, mai mốt rồi cô cũng phải bay qua Mỹ thôi. Thì mình vui quá chứ chừng đi thì buồn quá, mà buồn quá vui quá là khổ. Ngồi quán vậy thành ra mình vui 5 phút thôi, thì khi chia lìa mình cũng buồn 5 phút, bởi vì mình chưa là thánh. Thánh thì ta tỉnh queo thôi, tỉnh bơ thôi. Còn mình đã có quán thì chỉ buồn 5 phút và vui 5 phút, không quá vui mà cũng chẳng quá buồn. Để chi vậy? Để mình thấy cuộc đời hay có hộp là có tan, có sống là có chết. Thì mình không sợ chết mà cũng không ham sống nữa. Hãy sống để cứ sống, làm tròn bổn phận.